kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình tin tức 18:30 trên VTV9 Đài Truyền hình Việt Nam. Chương trình ngày hôm nay Chủ nhật ngày 10 tháng 11 năm 2013. Sau đây sẽ có một số tin chính. Thưa quý vị, vào khoảng 0 giờ ngày 8 tháng 11 vừa qua, tại khu vực cách bãi trước thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu khoảng 1,8 hải lý, đã xảy ra một vụ tai nạn hàng hải đặc biệt nghiêm trọng, khiến cho một tàu chở 700 container bị chìm và mắc cạn tại chỗ. Rất may là toàn bộ 19 thuyền viên đã được cứu sống. Do nước biển ngập vào một số container chở hóa chất trên tàu đã dẫn đến phản ứng hóa học gây cháy lớn vào 17 giờ 30 phút chiều ngày hôm qua, và lực lượng cứu hộ trên biển đã có mặt kịp thời để chữa cháy, không để cháy lớn cháy lan. Vụ tai nạn hàng hải đã xảy ra giữa tàu Eleni quốc tịch Marshall Island đi từ cảng Phú Mỹ, huyện Tân Thành ra biển Vũng Tàu, đã đâm thẳng vào mạn trái tàu Hưng A Dragon quốc tịch Hàn Quốc, xuất phát từ Hồng Kông đang trên đường vào cảng thành phố Hồ Chí Minh. Cú đâm va quá mạnh đã khiến cho tàu Hưng A Dragon bị thủng và chìm. Ngay sau đó, toàn bộ 19 thủy thủ trên tàu Hưng A Dragon, trong đó có 12 người quốc tịch Hàn Quốc, 7 người quốc tịch Myanmar, đã khẩn trương xuống phao cứu sinh trôi dạt trên biển và được lực lượng cứu hộ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cứu vớt. Hiện nay, toàn bộ thủy thủ đã được Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu bố trí ăn nghỉ tại nhà khách của Hải đội 2 Biên phòng thành phố Vũng Tàu. Hiện nay, các thuyền viên của tàu chúng tôi đều được giải cứu an toàn, đó là điều đáng mừng. Thứ hai là giờ có lực lượng cứu hộ ở đây rồi, thì mong đội cứu hộ sớm có phương án trục vớt và cứu hộ hàng hóa để giảm thiểu tối đa thiệt hại cho khách hàng của chúng tôi. Trước mắt tôi mong muốn là phải khống chế được đám cháy càng sớm càng tốt. Việc khống chế hỏa hoạn trên tàu được tiến hành liên tục từ 16 giờ chiều qua. Đến nay đám cháy vẫn âm ỉ nhưng cơ bản đã được khống chế. Ngay trong chiều nay, chủ tàu đã mời các chuyên gia xử lý sự cố trên biển Hà Lan và Hoa Kỳ đến nắm tình hình và lên phương án xử lý sự cố. Tôi sợ rằng nó sẽ tiếp tục nó phát triển sang các cái container khác mà chứa những cái hàng dễ cháy nguy hiểm, cho nên tiếp tục chúng tôi phải điều động các tàu, đặc biệt là tàu Line Sea Winner để tiếp tục phun nước với cường độ cao để duy trì làm giảm nhiệt độ, tránh cháy lây lan sang các tàu container khác. Theo thuyền trưởng tàu Hưng A Dragon, trước khi rời tàu, thủy thủ đoàn đã kịp khóa chặt các van chứa dầu để ngăn ngừa thảm họa. Tuy nhiên, để cảnh giác trước những thảm họa, lực lượng cứu hộ đang triển khai song song hai phương án, vừa sẵn sàng ứng phó sự cố tràn dầu, vừa khống chế đám cháy đang còn âm ỉ, và sau đó tiến hành trục vớt gần 700 container đang bị mắc kẹt trên tàu. Kết thúc phần tin tức, còn bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang những thông tin dự báo thời tiết và chuyên mục kinh tế. Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những tin tức thời sự lúc 10 giờ của Đài Truyền hình Việt Nam. Một vụ tai nạn hàng hải đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra vào khoảng 0 giờ ngày 8 tháng 11 vừa qua tại khu vực cách bãi trước thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, khiến một tàu chở 700 container bị chìm và mắc cạn tại chỗ. Rất may là toàn bộ 19 thuyền viên đã được cứu sống. Do nước biển ngập vào một số container chở hóa chất trên tàu đã dẫn tới phản ứng hóa học gây cháy lớn. Lực lượng cứu hộ trên biển đã có mặt kịp thời để chữa cháy, không để cháy lớn lây lan. Vụ tai nạn hàng hải xảy ra giữa tàu Eleni quốc tịch Marshall Island đi từ cảng Phú Mỹ, huyện Tân Thành ra biển Vũng Tàu đã đâm thẳng vào mạn trái của tàu Hưng A Dragon quốc tịch Hàn Quốc, xuất phát từ Hồng Kông đang trên đường vào cảng thành phố Hồ Chí Minh. Cú đâm quá mạnh đã khiến tàu Hưng A Dragon bị thủng và chìm. Ngay sau đó, toàn bộ 19 thủy thủ trên tàu này, trong đó có 12 người quốc tịch Hàn Quốc, 7 người quốc tịch Myanmar đã khẩn trương xuống phao cứu sinh trôi dạt trên biển và đã được lực lượng cứu hộ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cứu vớt. Hiện nay thì toàn bộ thủy thủ đoàn đã được Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu bố trí ăn nghỉ tại khách sạn của Hải đội 2 Biên phòng thành phố Vũng Tàu. Việc khống chế hỏa hoạn trên tàu đã được tiến hành liên tục trong suốt 16 giờ đồng hồ. Đến nay đám cháy đã cơ bản được khống chế. Chủ tàu đã mời các chuyên gia xử lý sự cố trên biển đến từ Hà Lan và Hoa Kỳ đến để nắm tình hình và lên phương án xử lý sự cố. Trong phần cuối của bản tin sẽ là dự báo thời tiết. Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự 12 giờ trưa của Đài Truyền hình Việt Nam. Một vụ tai nạn hàng hải đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra vào khoảng 0 giờ ngày 8 tháng 11 vừa qua tại khu vực bãi trước
thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu khiến một tàu chở 700 container bị chìm và mắc cạn tại chỗ. Rất may là toàn bộ 19 thuyền viên trên tàu đã được cứu sống. Do nước biển ngập vào một số container chở hóa chất trên tàu đã dẫn tới phản ứng hóa học gây cháy lớn. Lực lượng cứu hộ trên biển đã có mặt kịp thời để chữa cháy, không để cháy lớn lây lan. Vụ tai nạn hàng hải đã xảy ra giữa tàu Eleni quốc tịch Marshall Island đi từ cảng Phú Mỹ, huyện Tân Thành ra biển Vũng Tàu đã đâm thẳng vào mạn trái tàu Hưng A Dragon quốc tịch Hàn Quốc xuất phát từ Hồng Kông đang trên đường vào cảng thành phố Hồ Chí Minh. Cú đâm va quá mạnh đã khiến cho tàu Hưng A Dragon bị thủng và chìm. Ngay sau đó, toàn bộ 19 thủy thủ trên tàu Hưng A Dragon, trong đó có 12 người quốc tịch Hàn Quốc, 7 người quốc tịch Myanmar đã khẩn trương xuống phao cứu sinh trôi dạt trên biển và được lực lượng cứu hộ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cứu vớt. Hiện nay, toàn bộ thủy thủ đã được Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu bố trí ăn nghỉ tại nhà khách của Hải đội 2 Biên phòng thành phố Vũng Tàu. Hiện nay, các thuyền viên của tàu chúng tôi đều được giải cứu an toàn, đó là điều đáng mừng. Thứ hai là có lực lượng cứu hộ ở đây rồi thì mong đội cứu hộ sớm có phương án trục vớt và cứu hộ hàng hóa để giảm thiểu tối đa thiệt hại cho khách hàng của chúng tôi. Trước mắt tôi mong muốn phải khống chế được đám cháy càng sớm càng tốt. Việc khống chế hỏa hoạn trên tàu được tiến hành liên tục từ 16 giờ chiều qua. Đến nay đám cháy vẫn âm ỉ nhưng cơ bản đã được khống chế. Ngay trong chiều nay, chủ tàu đã mời các chuyên gia xử lý sự cố trên biển Hà Lan và Hoa Kỳ đến nắm tình hình và lên phương án xử lý sự cố. Tiếp tục phun nước với cường độ cao để duy trì làm giảm nhiệt độ, tránh cháy lây lan sang các tàu container khác. Theo thuyền trưởng tàu Hưng A Dragon, trước khi rời tàu, thủy thủ đoàn đã kịp khóa chặt các van chứa dầu để ngăn ngừa thảm họa. Tuy nhiên, để cảnh giác trước những thảm họa, lực lượng cứu hộ đang triển khai song song hai phương án, vừa sẵn sàng ứng phó sự cố tràn dầu, vừa khống chế đám cháy đang còn âm ỉ, và sau đó tiến hành trục vớt gần 700 container đang bị mắc kẹt trên tàu.